Kính chào anh chị em. Chúng ta cùng lắng nghe và suy gẫm bài tin mừng của thứ hai tuần 4 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ sang bờ bên kia biển hồ, đến vùng đất của dân Gerasa. Người vừa ra khỏi thuyền thì từ đám mồ mả có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích và đập tan gông cùm, và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá rạch mình. Thấy Đức Giêsu từ đằng xa, anh ta chạy đến bái lạy người và kêu lớn tiếng rằng: Lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can dự đến ông, nhân danh Thiên Chúa, tôi ban ông đừng hành hạ tôi. Thật vậy, Đức Giêsu đã bảo nó: Thần ô uế kia xuất khỏi người này. Người hỏi nó: Tên ngươi là gì? Nó thưa: Tên tôi là Đạo Binh, vì chúng tôi đông lắm. Nó khẩn khoản nài xin người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. Đám thần ô uế nài xin người rằng: Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia. Người cho phép, chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo chừng 2000 con từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Các người chăn heo bỏ chạy báo tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. Chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bây giờ họ lên tiếng nài xin người đi khỏi vùng đất của họ. Khi người xuống thuyền thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin được ở với người, nhưng người không cho phép. Người bảo: Anh cứ về nhà với thân nhân và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương xót anh như thế nào. Anh ta ra đi và bắt đầu rao giảng trong miền thập tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe Thánh Marco kể lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị quỷ ám ở Gerasa. Và trường hợp anh này rất là đặc biệt, bởi vì anh ta bị cả một đạo binh quỷ nhập vào anh ta rất mạnh mẽ, xiềng xích trói buộc anh ta cũng bẻ gãy đập tan hết, không ai có thể kiềm chế được. Nhưng mà thấy Chúa Giêsu đến thì anh ta sợ hãi đến quỳ xuống và kêu xin Chúa thương xót anh ta. Gia đình Lập Liễm có những suy tư rất hay. Người Do Thái thời Chúa Giêsu có cái nhìn rất miệt thị đối với dân ngoại. Họ xem dân ngoại là những kẻ sống dưới ách nô lệ của ma quỷ, do đó cũng cư trú trong những vùng nhơ bẩn chẳng kém gì bãi tha ma. Nhưng đối với Chúa Giêsu, ranh giới giữa Do Thái và dân ngoại không còn nữa. Ngài không chỉ đến với dân Do Thái mà cả với dân ngoại nữa. Chính cho dân ngoại mà Chúa Giêsu cũng mang ơn cứu độ đến, và ơn cứu độ ấy được Thánh Marco mô tả bằng những hình ảnh rất sống động. Chúa Giêsu đã trục xuất cả đạo binh ma quỷ ra khỏi người bị quỷ ám, nguyên một bầy heo lao mình xuống biển. Tin mừng được loan báo cho dân ngoại qua miệng người vừa được chữa lành. Và chúng ta thấy cái tình trạng của cái anh này rất là khốn khổ. Tình trạng người bị quỷ ám được nói đến trong tin mừng hôm nay rất đáng thương. Dưới sự kềm tỏa của thần ô uế, anh ta đã bị tước mất tình người và bị cách ly với cộng đoàn. Đó là hình ảnh của những ai đang còn sống dưới sự chi phối của ma quỷ. Họ có thể là những người tôn thờ ma quỷ qua việc sử dụng bùa ngải, hoặc đang sống trong sự chối bỏ Thiên Chúa và chìm đắm trong tội lỗi. Họ có thể là những dân tộc chưa được đón nhận tin mừng, đang sống trong sự tối tăm lầm lạc. Chúa Giêsu đối diện với cả một cơ binh quỷ dữ để giành lấy một con người.
Chúa Giêsu không chỉ kéo một con người ra khỏi tội lỗi và đời sống xấu xa, mà còn nhấn chìm tận căn cả bè lũ Satan cùng với sự ô uế tội lỗi, mà chuyển gần cả 2.000 con heo trên núi lao xuống biển chết sạch là một biểu tượng. Cả đàn heo đã lao từ trên núi xuống chết đuối, nói lên ý nghĩa núi trong quan niệm thánh kinh của Do Thái là nơi hiện diện của thần linh, biển là nơi ẩn náu của ma quỷ xấu xa tội lỗi. Chúa Giêsu đã tống xuống biển cả và dìm chết ma quỷ và sự ô uế, đòi lại chủ quyền cho Thiên Chúa, lấy lại sự thánh thiện và đời sống thiêng liêng trong sạch cho con người. Đó là nội dung tin mừng cần truyền tải. Kính thưa anh chị em, như vậy trước ánh sáng thần hóa của Thiên Chúa thì mọi thứ nhơ uế bị quét sạch. Có Chúa Giêsu ngự trong con người thì quỷ ma không thể làm gì được. Chúng ta là Kitô hữu, chúng ta đang được ở trên núi thánh của Chúa. Chúng ta hãy năng đến với Chúa Giêsu thánh thể để Ngài xua đuổi bầy heo ma quỷ ra khỏi tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy đón nhận lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa, hiểu và sống lời của Chúa để cho chính Chúa sống trong chúng ta, ở trong chúng ta. Chúa Giêsu đã bày tỏ quyền năng của Người, sức mạnh của Người là sức mạnh vô song. Chẳng những Người trừ thần ô uế mà còn tiêu diệt chúng để giải thoát con người khỏi tình trạng tha hóa thiêng liêng và tình cảnh sợ hãi, tâm tình sợ hãi. Để chứng tỏ Chúa Giêsu có sức mạnh vô song, trước tiên Thánh Marco nhấn mạnh đến tính cách trầm trọng của cơn bệnh mà người bị quỷ ám đã phải chịu. Rõ ràng là bệnh tật, sự sức ác càng trầm trọng thì người chữa trị càng phải cao tay. Tên quỷ đã bẻ cong được gông cùng và xiềng xích thì đấng chế ngự được nó nhất định phải mạnh hơn. Chúa đã trừ khử được tên quỷ đó, chứng tỏ sức mạnh của Chúa là sức mạnh vô địch, là đấng toàn năng. Xin mẹ Maria, thánh cả Giuse chúc lành cho chúng ta, giúp chúng ta lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành, giữ vững đời sống cầu nguyện để chúng ta được Chúa gìn giữ khỏi mọi sự dữ, cho chúng ta sống khỏe mạnh, bình an, vui tươi, làm con cái Chúa ở đời này và hưởng hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Amen.